lòng đón bầu không khí đêm nay với sự hiện diện của nữ ca sĩ vô cùng xinh đẹp Hồ Lam Anh và một cháu thật lớn và nồng nhiệt, xin mời. Những người bạn gái
ngồi cạnh em như thế này để dành cho em những tràng vỗ tay thật lớn hơn lên ạ. Tất cả quý vị gia đình nhà mình có một mùa Giáng sinh thật là ấm áp bên những người thân yêu của mình. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều.